mừng tất cả quý vị đến với chương trình Giác quan thứ 6. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Không biết là quý vị đã có trải nghiệm về giác quan thứ 6 chưa? Nhưng mà riêng Vinh thì có một lần. Điều này là từ mẹ Vinh nói, từ mẹ anh nói đó dạ. Dạ. Có một cái lần thì giai đoạn đó là thật sự mình gặp một cái chuyện rất buồn. Mình hụt hẫng. Không biết tại sao mẹ lại gọi vô mẹ nói con có chuyện gì vậy? Là cái linh cảm của mẹ, mẹ nói là rõ ràng mẹ nghe là con có cái chuyện gì đó rất buồn. Mà ở đây mẹ buồn lây luôn. Thì không biết em đã trải qua một cái nào tương tự như vậy chưa? Kiểu giống như là giữa mẹ và con nó có một cái mối liên hệ mà không thể nào gọi là diễn tả được. Giống như mỗi lần mà mình đang đi làm ở ngoài đường đi, mà ở nhà con đói bụng là tự nhiên ở trong lòng em nó nóng ruột á. Đó. Đó, nó là như vậy. Có vẻ như là người phụ nữ mà khi lên trước là mẹ thì cái giác quan của họ mạnh hơn. Không biết là hôm nay em có dùng giác quan của mình để có thể đoán thử khách mời là ai không dạ? Có chứ. Ai? Tới giác quan thứ 6 của em mất bảo rằng khách mời ngày hôm nay là ca sĩ. Là ca sĩ? Là ca sĩ. Không biết tên không? Dạ kính thưa quý vị, khách mời ngày hôm nay đó chính là hai ca sĩ rất là xinh đẹp, rất là tài năng. Đó là ca sĩ Julie Phương Trinh và Oren. Xin mời. Xin chào hai bạn. Cầm đi anh rồi hả nói. Em tặng chị. Lâu lắm mới gặp anh chị. Cái gì vậy? Dạ. Trái cam ăn đi anh chị. Ủa em là cam mà. Dạ. Lộn dai. Dạ. 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 Hai hai mấy trái. Dạ. Em mình bắt nước mình uống luôn. Rồi xong. Cảm ơn. Nhìn em thấy hôm nay giống người hái cam không? Em xin phép giới thiệu quý vị, em tên là Phương Trinh Julie. Ngoài công việc là ca sĩ, diễn viên, MC thì em còn là người hái cam mới bên bển về. À người. Dạ. Với gu thời trang rất là người tình mùa đông. Rất hợp. Xin mời Orange. Còn em thì ngày hôm nay mọi người thấy đó mà em xanh lá, em là trái cam sành. Thì em là chủ dưỡng cam, cam của em rất là ngọt mà mọi người ghé mua. Dạ. Bây giờ chúng ta cùng nhau nói sơ về cái chuyện giác quan thứ 6. Dạ thì mọi người cũng biết là phụ nữ thường có giác quan thứ 6 rất là mạnh. Đúng rồi. Còn em thì cái giác quan đó hình như nó không có, cho nên là hôm nay em thử cú chót coi em phán gái không? Phán gái không? Ủa gì kỳ á? Tại gì á? Không có giác quan thứ 6 mà người lạ ơi dám xin cho dựa bầu dai hả? Em xin vậy chứ đâu ai cho. À không biết là có hay không mà giờ có tình nhân rồi. Ở đâu mới ra? Ra bài tình nhân mới ơi. Ra bài tình nhân ơi luôn chị. Đâu đâu hát một câu nghe tình nhân cái cho nó tươi nghe. Tình nhân ơi đến đây được không? Đến và khẽ ôm vào lòng. Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng. Tình nhân ơi anh đang ở đâu? Làm gì để gặp được nhau? Nhận ra nhau ở bên nhau. Khả năng là một cú hit mới của em. Anh xin chúc cho bài mới của em sẽ rực rỡ nha. Rồi, bây giờ thì xin mời hai khách mời xinh đẹp về vị trí của mình nào. Và chúng ta hãy cùng nhau đến với thử thách đầu tiên. Thử thách được mang tên là xuyên thấu. Anh sẽ để cho hai bạn gặp gỡ ba chàng trai rất đẹp trai. À, chương trình này đã đảm bảo là toàn là trai đẹp thôi ha. Nhưng mà hai bạn chỉ thấy được cái dáng của họ qua một tấm màn trắng. Đó. Nó chính xác là cái bóng của họ. Cái dáng. Cái bóng dáng. Ừ, cái bóng dáng của họ. Họ sẽ nói về quan điểm của họ về giác quan thứ 6 như thế nào. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy ba gương mặt nằm ở trên cái màn hình trên cao này. Dạ. Thì các bạn phải dùng cái cảm giác, cái giác quan của mình để chọn ra gương mặt nào thuộc về cái dáng nào. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ ba chàng trai trong thử thách đầu tiên với tên gọi xuyên thấu. Chà, anh đứng góc này hơi có da có thịt nha. Nhưng mà em nghĩ chắc đẹp trai lắm nè. Anh cũng nghĩ là đẹp trai. Chị nói trước luôn là nhan sắc là cỡ anh Vinh trở lên không đó. Trời ơi, được rồi. Chị ơi, bên em hết ế rồi. Ngày xưa anh Vinh là thần tượng của em về vẻ đẹp của nam tính đó chị.
Còn bây giờ? Bây giờ thì trung niên. Anh có tuổi rồi. Xin mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình. Quý vị, bây giờ là phần tự giới thiệu về bản thân cũng như là nói về quan điểm của mỗi người trên đây. Xin mời bạn đầu tiên ạ. Xin chào, mình tên là Tin Nhắn. Mình rất thích nhắn tin bởi vì khi nhắn tin mình có thời gian để suy nghĩ, để đưa ra quyết định chính xác nhất. Mẫu người con gái lý tưởng của mình là một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng, đôi khi le lói, những khoảnh khắc dễ thương. Xin cảm ơn bạn. Anh ta nói rõ luôn là anh ta thích nhắn tin hơn, chứ không nói thì anh ta dạ. hay ngại ngùng. Giống em. Không, cái này là Dạ chia sẻ thiệt. Bởi vì bản thân Dạ cũng rất là thích nhắn tin. Bởi vì trong lúc mình nhắn tin đó, mình có cái thời gian để mình suy nghĩ cái câu từ cho nó hay, cho nó chính xác nhất có thể. Còn mà nói với nhau vậy nè, em khó có thể nào nói được lắm. Chắc anh này không có giỏi nói chuyện nên mới thích nhắn tin. Đúng. Thường những người mà không giỏi nói chuyện thì sẽ kiểu thô ráp một chút. À, mình máy móc một xíu, thích làm những việc IT chẳng hạn. Tóc dài hay tóc ngắn, tóc đinh như thế nào em? Em không biết nhưng mà em nghĩ anh có đeo kiến thì sao? Hay nhắn tin quá mắt bị mờ ấy. Thôi được rồi, chúng ta hãy cùng đến với người thứ hai thôi. Xin mời bạn thứ hai. Tôi là Teddy, vui vẻ nhưng điềm tĩnh, lãng mạn nhưng ngại thể hiện tình cảm. Bạn bè thường bảo tôi là nhây, lầy, nhưng tôi thấy mình rất chín chắn và trưởng thành. Không hiểu sao giác quan thứ 6 của tôi rất tệ, lần nào cũng suy đoán chật lất. Hy vọng khi tham gia chương trình này, tôi sẽ có những trải nghiệm, học hỏi và để nâng cấp giác quan thứ 6 của mình. Giác quan thứ 6 mà học và nâng cấp được hả ta? Cái này thì anh mới biết luôn á. Giọng hay quá. Dạ. Có khi bạn đã biết hát, có khi đồng nghiệp của em sao? Em đoán được tới cái nghề luôn rồi đó. Dạ, để giọng hay rồi mình đoán nha. Bây giờ mình đoán thử cái gương mặt, cái dung mạo, cái cách ăn mặc của người ta thôi. Chắc là bạn này bảnh lắm. Bảnh lắm. Cái chữ bảnh là sao? Vậy là bảnh bao đó chị, tức là vẻ ngoài trau chuốt. Về cái giọng nói thì em nghĩ là cái bạn này có một cái nét nó không có hiện đại quá, giống như là cái nét cỡ cỡ như anh Vinh vậy đó. Kiểu hơi gentleman. Cổ á, cái chữ thời Gatsby á. Cái mặt anh nó cổ lắm hả? Không, mặt anh nó cũ. Cũ rồi. Để anh về anh làm anh tân trang cho nó mới lên. Cảm ơn em đã nhắc. Dạ vậy thôi đó, em đoán bạn thứ hai. Rồi xin cảm ơn hai khách mời. Và tiếp theo xin mời chàng trai bóng hình thứ ba. Xin mời. Xin chào mọi người, tôi là Rắn Lửa, chàng trai rắn nóng bỏng. Tôi thích những cô gái nhẹ nhàng, biết quan tâm người khác. Ngoại hình lý tưởng nhất là cao 1m65. Theo tôi nghĩ thì giác quan thứ 6 là 50-50. Linh cảm đôi khi đúng và đôi khi sai. Chuyện tình cảm thì linh cảm của tôi trong giác quan thứ 6 khá là đúng. Còn những vấn đề khác thì chưa biết được. Hãy cùng đoán xem gương mặt của tôi như thế nào nhé. Đây mới là cái người đàn ông mà có cái giọng rất là hay nè. Rắn Lửa là con rắn, rắn hổ đúng không anh? Tôi biết. Rắn Lửa là sao ta? Con rắn nó nướng trên lửa. Phải không chị? Anh tên Rắn Lửa chắc là nóng bỏng lắm nè. Chắc là hình thể đô con. À tóc tai chắc là dựng ngược lên hết trơn rồi. Tại lửa mà chiếu. Hồi nãy cái bạn giữa là giọng Bắc rất là hay, vào đây là giọng Nam rất là hay và đặc biệt nhấn nhá nữa. Dung mạo thì thường nhá, những người mà có giọng hay cái mặt không có đẹp. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem thử ba gương mặt. À xin mời. Râu râu rồi ha. Râu ria là em thấy trời. Râu nha, em thích râu. Em có cảm giác bạn Tin Nhắn là bạn số 2. Kiểu bạn này nhìn cũng có vẻ hơi hơi rụt rè. Ánh mắt mà nhìn như vậy nè, không có dám nhìn thẳng vô màn hình ống kính, mà nhìn hơi hơi nhếch nhếch lên vậy là có nghĩa là không tự tự tin. Nhưng mà cái bạn đầu tiên cũng vậy, ở đây cũng có một cái nét rất là thư sinh. Bạn thư sinh này là bạn, em nghĩ là giữa nè. Còn Rắn Lửa là số 3, là đúng số 3. Anh Tin Nhắn sẽ là người số 1 nè. Anh Teddy là người số 2 nè. Rồi rắn anh lửa. Đồng Rắn Lửa là số 3. Là nó số dọc vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Đã có đáp án của hai khách mời thì bây giờ có một cái sự gọi là đồng quan điểm là hai bạn đều chọn Rắn lửa là số 3. Vậy thì mình sẽ mở số 3 trước. Coi có đúng như vậy không nè. Không biết là đáp án này có đúng không ta? Giác
quan theo của hai cảm bạn giác này. Của anh là có vẻ đúng đó. Có phải hay không? Và kết quả là phải. Anh năng lượng của em. Xin chào anh. Như vậy là hai bạn đều đoán đúng. Mỗi người sẽ được 5 điểm. Chúc mừng. Còn hai người còn lại, anh đề nghị là chúng ta hãy cùng mở cùng một lúc cho nó thú vị, được không? Đúng. Em? Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ tin nhắn và Teddy. Xin mời. Mở lên nào, mở lên nào. Luôn. Phương Trinh đã đúng hoàn toàn luôn. Quá tuyệt vời. Hay quá Trinh ơi. Thiệt, làm sao mà làm được vậy? Em vui quá chị ơi. Vui quá đúng không? Mình dạ, thắng lần, rồi mà đúng không? Lần đầu tiên trong đời em đoán đúng hết trơn luôn á. Dễ sợ. Hồi lúc giờ chơi game show không có đoán đúng. Ơ vậy là tính ra giác quan thứ 6 của Trinh là đúng á. Dạ. Đúng không? Em thấy ghê, em sợ em quá à. Em thấy đúng quá à. Cam ơi Cam, em thấy mấy chàng trai của anh có đẹp trai không? Dạ đẹp. Ừ. Nhưng mà em nó phải con gái đâu. Mà em nó phải con gái đâu. Là sao? Vậy nha, đầu chương trình em có nói đó. Em đi tới đây để em test giá quan thứ 6 của phụ nữ mà giờ không có luôn rồi. Từ từ mới có vòng đầu tiên thôi, còn hai vòng nữa lo cái gì. Em có biết trái cam ngoài chỉ là cái vỏ không? Mình gọt cái vỏ trong mới ăn được mà. À, cái này để vòng sau mình lột vỏ hả chị? Như vậy là sau thử thách đầu tiên thì Phương Trinh đã xuất sắc giành được 15 điểm. Orange 5 điểm. Và trước khi chúng ta đến với thử thách được mang tên là phán đoán tài tình, để xem những chàng trai này thể hiện cái phần biểu diễn của mình và đưa ra 3 từ khóa gợi ý về nghề của họ, thì chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Gọi là phán đoán tài tình. Đúng như vậy. Chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn đầu tiên của Teddy. Giới thiệu về tên và mọi thứ của em đi, cho hai bạn cùng nghe. Mình tên là Nhâm Phương Nam, năm nay mình 24 tuổi, mình đến từ Hà Nội ạ. Đúng, giọng Hà Nội. Thật sự thì cái phần trình diễn hồi nãy của bạn á, là gợi ý về nghề nghiệp của bạn ấy. Cho nên chúng ta hãy nghe cái bài hát và để ý những cái lời bài hát á, có cái nghề nghiệp nào dính. Ồ, trong đó vậy luôn hả? Đó. Đưa em qua bao thăng trầm bao phố phường. Ủa không lẽ là nghề chạy xe ôm hả? Chạy xe đáp. Chạy xe ôm. Hay lá thu rơi anh làm quét rác. Nghĩ sao tốt ta vậy chị hết rác. Bây giờ thì chúng tôi sẽ cho các bạn từ gợi ý. Đây là từ khóa mà chính Phương Nam chọn, để xem thử là các bạn có đoán được chính xác bạn này làm nghề gì không nha. Xin mời. Xin mời, từ khóa đầu tiên. Hương nồng nàn. Bán nước hoa. Bán hương đậu mắm tôm nè. Cái gì vậy? Hương mắm tôm nó nồng nàn lắm. Hương Hà nồng Nội nàng. Nữa. Hà Nội cộng hương nồng nàn ra à. Bún đậu mắm tôm. Mở sắp hoa. Tân hoa. Công nhận luôn. Cũng hơi khó nha, tại vì có rất nhiều cái nghề có mùi hương, đúng không anh? Bây giờ mình thêm một từ khóa nữa đi ha. Dạ. Xin mời từ khóa tiếp theo.
sợ mưa. Sợ mưa. Ông cha cái nghề gì mà sợ mưa ta? Buôn bán dĩa hè đúng không? Bán mắm tôm dĩa hè. Sợ mưa bán được. Em cũng định nói. Bài rồi em hát là bài Nồng Nàn Hà Nội. Thì người Hà Nội có một thói quen là buổi sáng, sau khi ăn sáng xong thì họ thường có một thói quen này rất là đặc trưng, cũng như là thư giãn để tập trung, hoặc là một cách gì đấy để khởi động một ngày mới tốt hơn. Bán cà phê dĩa hè. Thấy ghê không? Thì sau khi ăn sáng xong uống cà phê để bắt đầu ngày mới tỉnh táo, hương nồng nàn cà phê. Sợ mưa tại vì mưa xuống nó đổ vô cà phê không bán được. Rồi bây giờ xin mời từ khóa cuối cùng luôn nè. Tụ tập, thấy chưa? Chốt nè. Bán đó. Bán cà phê. Dạ, mở tiệm bán đó. Mở tiệm bán cà phê. Dạ, làm rồi. Chủ luôn. Nghĩa là chủ quán cà chủ phê quán luôn. Rồi, mời bé ca. Tụ tập, sợ mưa. Ví dụ như mình tập thể dục, mình sợ mưa. Ướt, hương nồng nàn. Mình tập thể dục thì mồ hôi ra nó thúi thì nó nồng nàn. Hay lắm nha, em hay lắm nha bé Cam. Dạ, em đoán anh là vận động viên điền kinh. Vậy thì chúng ta hãy xem thử bạn trai Phương Nam này nghề nghiệp là gì nhé. Đáp án của chương trình sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Thế Vinh. 3 Thì sau khi ăn sáng xong uống cà phê để bắt đầu ngày mới tỉnh táo, hương nồng nàn cà phê. Sợ mưa tại vì mưa xuống đổ vô cà phê không bán được. Bán cà phê. Làm chủ luôn. 2 Tụ tập, sợ mưa. Ví dụ như mình tập thể dục mình sợ mưa. Hương nồng nàn. Mình tập thể dục thì mồ hôi ra nó thúi thì nó nồng nàn. Dạ, em đoán anh là vận động viên điền kinh. 1 Chúc mừng Phương Kinh. Em đúng hả? Để biết chính xác là bài có đoán đúng chính xác 100% hay không thì chúng ta hãy cùng nghe bạn Phương Nam nói là chuẩn nhất. Ra, xin mời. Hiện tại thì em đang là chủ quán cà phê và bán ở trong nhà. Wow. Thấy gì hay không em? Thấy chính hay không Phương Nam? Mà sao sợ mưa? Tại vì khi mà mưa thì sẽ không có nhiều khách. Đó, thấy chưa? Mấy người buôn bán này có... Nhưng mà cái chữ sợ mưa là dễ đánh lạc hướng người ta đúng lắm rồi. Nha. Đúng rồi. Nam. Địa chỉ đâu em? Phát trí đi từ từ dạ. đi. Cái đó lát hồi vô trong ta cho sao bớt háo sắc lại. Dạ. Mình có cái người phụ nào liên quan đến cái ngoại hình này không? Nghề tay trái của em là người mẫu. Và chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn của một siêu mẫu sẽ phối hợp với lại Phương Nam. Đó chính là, xin mời Lâm Vĩ Dạ. Và tôi sẽ hỗ trợ họ bằng cách cầm chiếc khung của chương trình đây. Hào diễn môi nào. Quá dễ thương. Khung xéo nè. Anh ơi cao quá em không có vô cái khung anh. Khung dọc nè, bây giờ sát vô sau nè. Rồi xong rồi xong rồi. Dạ ơi, đưa hoài. Anh này canh ngay cái lúc đó anh tháo cái khung ra thiệt giận chứ sợ. Chụp cái gì mà đu lên tổ con người ta thì đều muốn khẳng chân lên luôn vậy. Cái chủ đề anh Vinh này là chủ đề gọi là tân hôn. Tân hôn. Thôi tha cho con nhỏ nha. Cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn tiếp theo, gợi ý nghề nghiệp của rắn lửa. Xin được kính chào hai người chơi cũng như là hai MC rất là dễ thương của chúng ta ngày hôm nay. Châu muốn chia sẻ một tí xíu. Đầu tiên khi mà nói về giác quan của con người thì con người cơ bản thì có 5 giác quan chính. Đó chính là thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác và vị giác. Ngoài 5 giác quan chính đó thì chúng ta thường rất là hay nghe đến cụm từ giác quan thứ 6. Vậy liệu rằng giác quan thứ 6 có tồn tại hay không? Và trực giác của chúng ta có đúng hay không? Thì ngay sau đây Châu xin mời trước hết là hai người chơi sẽ kiểm tra giúp Châu. Rồi ngay sau đây thì trên tay Châu là một cái món gì đây quý vị? Cơm cuộn rong biển. Rồi ok rồi, đây là món kim cương rong biển. Rồi bây giờ thì Châu sẽ nói sơ về cái món cơm cuộn rong biển này một tí xíu. Hai người chơi của mình sẽ dùng trực giác làm sao để mà đoán được rằng là trong chừng này miếng cơm cuộn thì sẽ có một số miếng sẽ có gì ạ? Thịt rắn. Có mù tạt. Thì nhiệm vụ của mình rằng mình hãy chọn được một miếng không có mù tạt để dùng nhé.
bạn Cam nha. Orange đi rồi đó. Orange ăn đi cơm. Bây giờ Cam sẽ chọn giúp Châu một cái miếng cơm cuộn kimbap nào mà nó không có mù tạt ở trong này. Rồi bây giờ xin mời Cam nhé. Cam. Trời Orange. Ơi. Ok, để bữa nay đoán gì chẳng sai, đại đi nha. Bóp rồi. Bóp rồi. Em thấy rồi. Bây giờ người đúc bóp sẽ món là này. Bạn rắn lửa. Kỳ vậy trời, đã không được điểm nào rồi mà còn bị mất ăn cái này nữa. Bây giờ Châu đảm bảo rằng là buổi trưa hôm nay là bạn Cam sẽ không còn bị đói nữa. Đúng rồi. Hát vậy đó nào, hát to rồi. Nhai nuốt nào. Buổi trưa. Trời ơi. Sao, có mù tạt trong đó không em? Dạ có. À, vậy là trực giác của em luôn luôn sai ha. Bây giờ xin mời Phương Trinh nhé. Ok. Nhai không được. Sao vậy? Bây giờ cho món cháo để mù tạt được không? Cháo ăn với mù tạt. Hồi nào giờ Châu chưa có nghe tới có cái món cháo ăn với mù tạt luôn á. Nha không được thiệt luôn. Mình giúp chương trình đi cha. Bây giờ thì không biết rằng là Phương Trinh không có ăn được vậy rồi có ai nhai giùm. Bây giờ Trinh chọn nha. Anh Vinh nha, anh Vinh hỗ trợ việc này nha. Anh Vinh nhai giùm. Nhai giùm món rồi. Cái này chính xác mà. Bây giờ Trinh hãy chọn giúp cho anh Vinh một miếng nào mà nó không có mù tạt ở trong này. Đây nè, em chọn cái miếng nhỏ nhất. Đó. Không có luôn á. Thấy không, mặt nó tỉnh bơ à. Không có. Có thấy không chưa? Anh? Không có. Yeah, một tràng pháo tay thật lớn cho Phương Trinh. Cái này là theo Phương Trinh là do mình gặp may mắn khi mà mình gấp phải cái miếng cơm cuộn không có mù tạt, hay là do cái trực giác của mình mách bảo rằng là cái miếng đó là cái miếng không có mù tạt. Trực giác của Trinh mách bảo đó. Quá xuất sắc phải không quý vị? Chúng ta hãy cùng cho Phương Trinh một tràng pháo tay thật lớn nào. Bạn có thể cho tất cả mọi người ở đây biết bạn tên gì và bao nhiêu tuổi rồi không? Mình là Phạm Châu, năm nay 29 tuổi. Hồi nãy giờ thì tất cả chúng ta ai cũng thấy là cái gọi là cái cách nói chuyện của bạn này rất là lưu loát. À, không biết là bạn này có làm cái nghề nghiệp gì liên quan tới ăn nói không ta? Anh này cố tình anh nói hay vậy thôi. Sao cố tình được? Đánh lừa hai người chơi thôi. Anh nghĩ cái kỹ năng ăn nói là phải được rèn luyện, chứ không phải là ai cũng nói được liền đâu. Em một người bạn nói hay lắm à. Nhưng không phải làm MC gì hết. Bán cam ngoài chợ. Chắc bán cam. Cái bên hàng của em đó. Chắc anh làm tiếp thị sushi hả? Tiếp thị sushi. Sushi mà cũng cần tiếp thị sao? Dạ đứng ngoài đường đó. Anh làm thử miếng hả? Được chứ bộ. Mấy người trong siêu thị hay cầm dĩa ra nó. Mình tiếp thị sản phẩm. Nãy giờ cái lập luận của Orange hay đưa mọi người đến bất ngờ này qua bất ngờ khác quá anh ha. Ừ, mà cảm giác bị hỏng chân á em. Bị hỏng quá em nhớ. Đóng già đóng non không bằng tay đến với những từ khóa. Đúng rồi, những từ khóa này các bạn sẽ được gợi ý rõ ràng hơn. Dạ. Từ khóa đầu tiên, xin mời. Xin mời. Bảo vệ. Không phải là nghề bảo vệ nha. Chúng tôi không có dễ dãi như vậy. Cái điều gì mà liên quan tới khả năng ăn nói mà lại phải đi bảo vệ ta? Em biết rồi. Chủ quán nhậu. Không, anh này làm trong hội bảo vệ động vật quý hiếm. Hội bảo vệ động vật quý hiếm. Mà cần ăn nói, ví dụ như ra khuyên người ta: anh à, anh đừng có giết thú vật nữa. Chúng tội lắm. Anh sao? Có những cái diễn đàn nha, cần một người đứng nói à, để thuyết phục. Bảo vệ thân chủ không? Luật sư không? Rất có lý, rất có lý. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy đến với từ khóa tiếp theo ha. Để cho một xíu manh mối đi. Tiết kiệm. Biết rồi. Cái gì? Tôi không nói. Sao vậy? Tôi nói ra tôi tiết lộ là sao? Nói đi, nói đại đi coi đúng không? Bán bảo hiểm. Có lý lắm. Theo các nhân dạng nghĩ bạn này làm về ngân hàng. Đúng. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà bảo vệ thì không phải là ngân hàng. Bảo vệ tài khoản, bảo vệ tiền cho khách hàng. Dạ cái đó là cái két sắt nó bảo vệ, mình không có bảo vệ. Chúng ta hãy cùng nhau đến với từ khóa cuối cùng. Xin mời. Khách hàng khó tính. Thấy chưa? Tôi là một khách hàng khó tính. Bạn hãy thuyết phục tôi mua bảo hiểm đi. Em nghĩ là bán bảo hiểm. Bán bảo hiểm. Xin mời bé Cam. Nhân viên ngân hàng. Nhân viên ngân hàng. Đây là quyết định cuối cùng của bạn. Dạ. Kết quả ai đúng ai sai, có thể là cả hai cùng sai. Ba. Theo các nhân dạng nghĩ bạn này làm về ngân hàng. Nhưng mà bảo vệ thì không phải là ngân hàng. Em nghĩ là bán bảo hiểm đó. Hai. Bảo vệ thân chủ không? Luật sư không? Rất có lý, rất có lý. Nhân viên ngân hàng. Một.
vậy là Phương Trinh đã chính xác thêm một lần nữa. Em đúng hả? Đúng rồi, nếu như mà em sao là bị xịt luôn. Biết bao nhiêu nghề, tại sao mình lại chọn nghề đó ta? Giác quan mình hay quá. Bây giờ xin mời bạn Phạm Châu, bạn hãy giới thiệu cho tất cả mọi người biết cái nghề nghiệp thực sự của bạn là gì. Hiện tại thì mình đang là một relationship manager cho văn phòng chuyên về tài chính bảo hiểm. Công việc của mình thì khá là đặc thù, tức là cũng cần một người có khả năng nói chuyện với khách hàng. Tại vì đôi khi mình cũng sẽ gặp một số những cái tình huống là những cái khách hàng mà người ta cần những cái thông tin, người ta cần chia sẻ, thì mình phải có được những cái thông tin thiệt chính xác, cũng như là làm sao để đảm bảo được rằng là khách hàng người ta được tiếp nhận cái thông tin chính xác và đầy đủ để người ta rõ ràng hết mọi thông tin sau khi mà người ta quyết định mua một cái sản phẩm về bảo hiểm để bảo vệ cho chính bản thân họ hoặc là gia đình của họ. Như vậy là bạn ấy là quản lý luôn đó. Quản lý, ta dịch ra tiếng Việt, em có thể dịch ra tiếng Việt. Mình dịch nôm na thì có thể là như là một cái chuyên viên quan hệ khách hàng vậy. Chuyên viên quan hệ khách hàng. Ví dụ như nhân viên gặp ca khó, anh ơi cái ca này khó bà lì quá. Chào chị, đó là ra cái là giúp giạc liền. Anh biết sao em biết không? Tại vì á, có một bạn bác bảo hiểm cho em mà 3 năm rồi mới bán được. Tại sao? Em khó dữ lắm. Nói hoài luôn, nói thuyết phục em nhưng mà em quyết định em mua tại vì nó bảo vệ cho tài sản của mình, bảo vệ sức khỏe của mình. Chúc mừng Phương Trinh, bạn lại xuất sắc mang về cho mình 5 điểm. Rồi, chúc bạn ngày càng thăng tiến trong công việc nha. Lát chúng ta sẽ gặp lại. Ok, cảm ơn. Kính thưa quý vị, sau một cái màn gặp gỡ một cái chàng trai rất là đẹp trai, rất là dễ thương, ăn nói lưu loát, rắn lửa, thì tiếp theo sau đây chúng ta sẽ lại đến một chàng trai đẹp trai, lịch lãm, dễ thương, với một cái nickname cũng vô cùng dễ thương, đó là chàng trai tin nhắn. Ủa hết rồi hả? Hết rồi hả? Dạ em hết rồi. Ủa kêu tôi lên đây chay dòng rồi hết luôn. Dạ. Mời bạn hãy giới thiệu về tên và tuổi của mình. Em tên là Hoàng Đức, hiện tại em 23 tuổi. Nãy anh mở nhạc EDM nè. Có khi anh làm nghề trà đĩa. Hồi nãy giờ đâu có cái hành động nào liên quan tới trà đĩa đâu cưng. Thì mình cứ đợi cái gợi ý thứ coi chị. Nghe nhạc EDM có thể đoán là DJ đúng không em? Uh-huh. Nói DJ đi, chứ nói trà đĩa nghe thấy ghê quá. Tưởng đi rửa chén không à. Thôi, chúng ta hãy cùng nhau đến với lại từ khóa đầu tiên để giờ giúp các bạn quyết định chính xác hơn nhé. Xin mời. Tập trung. Một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Thì cái nghề của em là theo sao? Đuổi ấy, nó cần một độ tập trung cực kỳ cao. Biết luôn, cực kỳ cao. Đếm tiền. Không thể được nhầm lẫn. Đúng rồi, mình tập trung. Em đếm nha, em đếm họ cái. Ê, chín đây. Hả? Ô, đếm lại từ đầu. Đếm chín đây. Cái gì? Cái quai. Đếm lại từ đầu. Cái thời luôn. Bây giờ người ta đó là người ta đếm bằng máy rồi. Đúng rồi, cô ơi. Có khi nào anh làm nghề lập trình không? Lập trình viên. Tại vì hồi đó em học tin học cũng dốt lắm, cho nên là mỗi khi mà làm một cái mã code gì đó mình sai một chỗ phải làm lại từ đầu. Là kinh nghiệm của bản thân. Suy ra là em có cảm giác là lập trình viên là phải rất tập trung. Rồi, xin mời từ khóa tiếp theo. Chạy tự do. Chạy tự do. Chạy tự do. Vận động viên điền kinh chạy tự do. Không có đâu. Nó có bắp chuối, bắp giò không nè, nhỏ như tại xíu. Tại những người mà chạy đường dài rất ốm anh. Không, nè, chạy rất bự, đùi làm bự. Ơn đi, ở cái bối cảnh này không có dính dáng gì tới vận động viên hết á. Em nghĩ cái bối cảnh này đánh lừa em. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với từ khóa thứ ba. Xin mời. Xin mời. Mạo hiểm. Đúng rồi. Em đã biết rồi. Mời em. Bắt đầu em làm từ giấy ba tới đầu lại nha. Mạo hiểm là gì? Liên quan tới tính mạng của mình. Ừ. Đúng. Hợp lý. Chạy tự do có nghĩa là mình chạy tự do. Em nói đúng mà. Thì rất đúng. Có đúng quá không biết phản ứng sao mặt đơ. Tập trung vì mình chạy tự do. Nó liên quan tới tính mạng của mình. Mình phải tập trung. Mình mà chạy sai mình té mình chết liền. Đúng vậy. Có những cái nghề chạy tự do mà mạo hiểm mà là công việc nha. Thứ nhất, điền kinh nhưng không mạo hiểm. Thứ hai, bạc cua. Cái gì? Anh biết cái bộ môn đó rồi, bộ môn bạc cua. Nhưng mà bạn này
anh lại không có cảm giác bạn có cái có thể làm được chuyện đó. Tại vì em rất thích bộ môn đó và em coi em thấy lộ một cái té một cái là chấn thương cả năm trời luôn. Như vậy là Phương Trinh cho rằng bạn Đức là vận động viên bật cua. Dạ. Ừ, rồi. Còn bé Cam? Em đoán anh là vận động viên đua xe thể thao. Ồ. Không biết là trực giác của hai cô gái này lần này có đúng hay không? Sẽ được biết ngay sau đây. Đó là kết quả của chúng tôi. Ba. Mạo hiểm là gì? Liên quan tới tính mạng của mình. Ừ. Đúng. Hợp lý. Mình mà chạy sai mình té mình chết liền. Ba khùa. Hai. Em đoán anh là vận động viên đua xe thể thao. Ba. Một. Này là rất kinh ngạc luôn đó em. Wow. Bắt cua thiệt á. Nổi da gà luôn, thiệt á, anh nói thiệt luôn. Anh không nghĩ tới cái nghề đó mà anh không nghĩ là em đúng liên tục luôn á. Ồ, thiệt luôn á hả? Ôi trời đất ơi. Trời ơi. Em là bắt cua. Dạ vâng ạ. Vậy thì bạn có thể giải thích là cái bối cảnh này nó liên quan gì tới cái nghề nghiệp của bạn? À, bởi vì cái bối cảnh này khiến cho em cảm thấy nhớ lại hồi em đi học ấy. Kiểu phải học tập mà em thuộc dạng không muốn đứng im, mà lúc nào chân tay cũng phải kiểu ngứa ngáy, nó hơi tăng động chút xíu phải không? Và đó lúc nào phải nghĩ đến mình di chuyển làm sao cho mọi thứ thật là nghệ thuật. Wow. Bạn đã hoạt động cái bộ môn này lâu chưa? Em tập được môn thể thao này được 8 năm rồi. Wow. 8 năm. Cái bộ môn đó hiện tại ở Việt Nam thì có vẻ theo tôi biết thì nó không cũng được phát triển cho lắm. Cũng không, cũng à. Lâu rồi. Lâu nhưng hả? Mà không được phát triển. Ngày xưa rất nhiều người tập, nhưng gần đây riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thì là cái nhóm nó bị co nhỏ lại nhiều lắm. Ồ. Đó là một bạn nói cho tôi biết á. Mà tại sao? Do nguy hiểm quá đúng không? Một phần là do nguy hiểm và phần còn lại là rất khó để phát triển môn thể thao này. Vậy thì trước giờ mình đã gặp những cái chấn thương nào chưa? Em thì gặp chấn thương thường xuyên, ví dụ như gãy chân, ngã, mất trí nhớ. Wow. Tạm thời. Trẹo chân, trẹo tay thì đó là chuyện bình thường như cơm bữa. Vậy thì những người thân trong gia đình bạn hoặc là bạn bè có từng ngăn cản bạn đến với cái môn thể thao này không? Em cũng bị ngăn cản rất là nhiều. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, ngày hôm nay em đứng ở đây thì em đang cố gắng theo đuổi đam mê mình đến cùng. Rồi. Và sau vòng thi vừa rồi, chúng ta xin tổng kết số điểm tạm chút xíu. Đó là Phương Trinh đã đem về cho mình 30 điểm. Xin chúc mừng. Xuất sắc. Chọn vẹn hai phòng thi luôn, bạn lấy điểm tối đa hết luôn á. Quá tuyệt vời. Còn cô gái có cái giác quan hơi bị lỗi đã giữ nguyên và bảo tồn số điểm từ đầu tới giờ, đó chính là 5 điểm. Xin chúc mừng em. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần biểu diễn của bạn Đức. Một màn bạc cua, đúng không ạ? Dạ vâng. Xin mời. Của parkour đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại hai chàng trai rất là dễ thương của chương trình. Đó là Phạm Châu và Phương Nam. Xin mời.
giờ thì chúng ta sẽ đến với một thử thách tiếp theo của chương trình. Đó là thử thách được mang tên đoán ý đồng đội. Bởi vậy các bạn phải chọn ra cho mình một bạn nam. Mình nhắm đến cái người nào mà có vẻ ăn ý với mình nè, hợp ý với mình, mình hãy chọn cái người đó. Nhưng mà xin lưu ý các bạn, một trong ba người này có một ngôi sao may mắn. Và nếu như ai có được ngôi sao may mắn đó thì nhận được một phần quà kha khá của chương trình đó. Thực sự em là người miền Nam, cho nên là em cũng không có nói nhiều lắm, em ít nói lắm. À vậy hả? Vì vậy em sẽ chọn một bạn nói nhiều hơn em. À. Và cũng người nam, để có thể mình có những cái thuật ngữ người nam dễ hiểu với nhau. Đúng rồi. Em chọn bạn Châu. Rồi còn Oren, em sẽ chọn người nào? Tại vì em thích bún đậu cho nên em sẽ chọn trai Hà Nội, anh Phương Nam. Rồi, xin mời hai bạn cùng xuống đây, đứng với đồng đội của mình. Hello bạn. Thấy không, đồ giống nhau không? Hai bạn đó là Phạm Châu và Phương Nam đã được lọt vào mắt xanh của hai khách mời xinh đẹp ngày hôm nay. Còn bạn Đức thì phải về với dạ. Đức thì phải về với dạ. Bảo trọng nha em. Số trời đã định rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo được mang tên là đoán ý đồng đội. Giác quan thứ 6. Và thể lệ của thử thách được mang tên là đoán ý đồng đội như sau. Ở đây mỗi người chúng tôi đang cầm 6 cái bảng, có 6 câu thành ngữ trên đây. Mỗi đội sẽ có 5 phút. Các bạn nữ sẽ là người đoán cùng các bạn nam. Được quyền diễn tả bằng lời nói, hình thể bằng mọi cách. Nhưng đặc biệt chỉ cần nói có một cái từ nào trên cái bảng đó là từ đó không tính. Ok. Và bây giờ 5 phút dành cho đội Phương Trinh bắt đầu. Nào, nội dung. Đây là một cái câu có 7 từ nha. 7 từ. Có một cái bài thơ của hồi xưa mà nó có một cái câu mà thân em vừa trắng lại vừa tròn. Câu sau. 7 nổi 3 chìm với nước non. Bây giờ cái nổi với cái chìm. Rồi sai lại. Rồi sai. Yeah. Thứ hai bắt đầu. Rồi một cái câu 4 từ nha. Liên quan tới hai cái con mà hay cắn nhau trong nhà đó. Chó mèo. Thay vì móc á thì người ta dùng cái từ khác. Khác móc mà là cái từ gì? Khác móc hả? Máng. Chó nó cắn chạy con mèo rồi. Mèo gào. Mèo kêu. Chó mèo. Chạy mèo. Thôi vậy nó bỏ qua từ này. Bỏ qua từ này. Chút xíu quay lại. Cái này có 7 từ nha. Cái gì mà người ta nói là cái móng trái mai. Gì đó. Cái trái gì thì có một cái khác. À, vỏ quýt vàng, móng tay nhọn. Hay quá, xuất sắc. 1 điểm. 6 từ. Người ta hay nói là buổi tối thì mình hay đi đó. Thì có chữ đi. Rồi, đi xa luôn. Đừng có mở cái từ chung đó nha. Rồi, 4 từ. Người ta hay nói là có một cái con gì mà gần giống như con bò, nó gần cái họ con bò. Gần họ bò con trâu. Đúng, có 4 từ nha. Người ta hay nói là có cái gì đó. Cái gì nè? Đàn gãy tay trâu. Đúng rồi. 2 từ. 6 từ. Nó liên quan tới cái loại trái cây. Rồi, trái cây. Ừ. Trời ơi. Nó có từ cây. Chết quá. Mình còn 1 từ nữa là 4 từ nha. Cái câu lúc nãy mình bỏ qua đó. Câu lúc nãy bỏ qua là có 2 cái con đó rồi. Cái con sau á. Cái con chó sau là thì, đầu đúng không? Con chó đầu. Đầu thì cái từ cái động từ đó mình bỏ qua nha. Bây giờ cái con sau thì cái động từ sau á thì nó là vậy nè. Ví dụ như có một cái gì đó đẩy vô. Đúng, cái con sau thì đi cùng với lại cái từ đó. Mèo đậy. Rồi chó, ok. Chó treo mèo đậy. Wow. Đúng đó. Như vậy là chưa kết thúc 5 phút thì là đội của Phương Ninh đã mang về 3 câu đúng. Và bây giờ thì 5 phút dành cho đội của Oren xin được phép bắt đầu. Coi có 4 chữ. Ừ. Hoa có gì mà có ong nó bu vào. Con ong nó bò. Ong lấy gì? Bò nó chết rồi. Hoa nó chết đó. Trời ơi, hối hại người ta ha. Nhà. Ngập nước. Tại nhà sông. Bây giờ mưa, ngập nước. Hồ. Đi tắm nè. Khó quá, bỏ qua. Nhà sạch thì mát, bác sạch ngon cơm. Chính xác.
dụ là anh tức anh Châu, xong anh đánh chị Trinh. Giọng ca chấm thấp. Đi nhá, đi anh gặp chợ anh Châu này. Chuyện ba te. Nhảy bắt cua đó em, nhảy bắt cua đó. Đi vội. Có sở thích sọ gì, sở thích sọ gì? Sọ dừa. À tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Chính xác. Hay quá, thông minh quá. Ở quê của một con trâu. Con bò. Rồi. Cái con bò nó không còn nữa. Cái mình xoay như này. Không, lượn lại. Mất bò, mới ra làm chuồng. Quá xuất sắc. Rõ ràng là giác quan của bạn Orange không có mạnh lắm, nhưng mà bạn ấy có một cái trí thông minh khá nhạy đó, đúng không? Đúng rồi anh ạ. Như vậy là Orange sẽ mang về cho đội mình 10 điểm. Chúc mừng. Chúng ta sẽ được tổng kết số điểm của hai bạn. Bạn Phương Trinh vẫn giữ tròn số điểm là 30, còn Orange đã lấy trọn số điểm là 10, tổng cộng là 15 điểm. Và quan trọng là hiện tại là không biết chàng trai nào đang giữ ngôi sao may mắn. Xin mời Phạm Châu. Hãy cho chúng tôi biết bạn có đang giữ ngôi sao may mắn hay không. Có ai hồi hộp không ta? Có chứ. Hồi hộp quá. Rồi đến gần 3, 2, 1 đi. 3, 1. Đây là trái tim may mắn. Cảm ơn, cho chúc mừng rồi. Và bây giờ tới còn bạn Phương Nam. 3, 2, 1. Trời ơi. Tuyệt vời. Trời ơi, cuối cùng cũng hơn được một lần. Như vậy xin chúc mừng cho bạn Orange. Em đã trúng một voucher 3 triệu rưỡi của viện thẩm mỹ GK Nhật Hàn, dịch vụ baby skin và căn bóng da. Xin chúc mừng. Orange thấy không? Trái cam gọt xong rồi giờ vô trong là em được ăn rồi đó. Rồi. Và với kết quả vừa rồi thì Phương Trinh vẫn là người chiến thắng, bởi vì bạn đã sở hữu số điểm là 30 điểm. Và bạn nhận được giải thưởng là 10 triệu đồng của chương trình Giác Quan thứ 6. Yeah. Chúc mừng. Khép lại chương trình Giác Quan thứ 6 ở tuần này, và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở chương trình Giác Quan thứ 6 vào Chủ nhật tuần sau lúc 12 giờ trưa trên kênh VTV3 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.